Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Vespa Supreme và CTS 2020 phiên bản thể thao được ra mắt ở Việt Nam với mức giá từ là 95 triệu đồng. Vespa Racing City 2020 phiên bản đặc biệt lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua thập niên 60 của thế kỷ trước đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Trong ngày 30 tháng 9 vừa qua, BAC Việt Nam giới thiệu đến khách hàng 3 cái mẫu xe mới Supreme 1/10, CTS 1/10, CTS 300 phiên bản Racing City 2020. Sau phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản Racing City được thay đổi bộ tem trang trí và một vài chi tiết trên cái thân xe. Phiên bản Racing City có hai lựa chọn màu sắc là xanh và trắng. Cái điểm nhấn ấn tượng của Supreme 1/10, CTS 1/10, CTS 300 Racing City 2020 đó chính là bộ mâm được sơn cam màu vàng đồng. Kích thước kiểu dáng mâm thì vẫn được giữ nguyên giống như phiên bản tiêu chuẩn. Các chi tiết được mạ rơm trên bản tiêu chuẩn như ốp đầu đèn, cái kính chiếu hậu, ốp đầu hỗn vòng được đổi thành cam màu đen ngắm. Trong khi đó, cái chiếc Supreme và CTS phiên bản thể thao không có gì khác biệt về mặt thiết kế so với bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, phiên bản thể thao Racing City thì vẫn giữ nguyên sức mạnh giống như phiên bản tiêu chuẩn. Cụ thể, cái chiếc Supreme 1/10 Racing City 2020 cho ra cái công suất là 12,3 mã lực, mô men tất đại 12,2 Nm. Còn CTS 1/10 Racing City 2020 đạt ở cái công suất là 14,4 mã lực, mô men tất đại 13,5 Nm. CTS 300 Racing City 2020 còn được trang bị cái động cơ STB sinh ra cái công suất là 23,8 mã lực, mô men tất đại là 26 Nm. Vespa Supreme Racing City 2020 có mức giá bán là 95 triệu đồng. CTS Racing City 2020 có mức giá bán lần lượt cho hai phiên bản 1/10 là 120 triệu đồng, 130cc là 135 triệu đồng. Và sau phiên bản Supreme S 1/10, cái model Supreme Racing City 2020 có mức giá đắt hơn 5 triệu. Trong khi đó, phiên bản đặc biệt của CTS 150, CTS 300 có mức giá bán cao hơn hai cái model tiêu chuẩn từ 5 đến 6 triệu. Đối thủ của chiếc Vespa Supreme Racing City 2020 chính là cái chiếc Honda SX 1/10 2020 có mức giá bán đề xuất cho động là từ 88 đến 96 triệu đồng tùy theo chọn là phanh CBS hay là ABS. Tuy nhiên, giá bán thực tế của chiếc Honda SX 2020 trên thị trường thường cao hơn mức niêm yết từ 10 đến 15 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Đừng quên tiếp nhấn like, share, subscribe.